Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Là nam danh hài đang lên như diều gặp gió, Lê Dương Bảo Lâm có cuộc sống khá thoải mái bên bà xã Quỳnh Quỳnh và hai cô con gái cưng. Là người không hoạt động trong showbiz, nhưng vợ nam danh hài được nhiều người quan tâm vì tính cách hài hước, giản dị và vô cùng thân thiện. Vào dạng sáng ngày 8 tháng 4, Lê Dương Bảo Lâm đã đăng bức ảnh của Quỳnh Quỳnh trước khi trở thành mẹ biển và viết tâm thư toàn lời ngôn tình để mừng sinh nhật người vợ hơn 11 năm gắn kết, sinh nhật vui vẻ hạnh phúc nha bé Quỳnh Quỳnh. Cảm ơn bé dành cả tuổi thanh xuân cho anh nha, anh thấy khúc thời gian này là em tươi xanh nhất nè. Tuổi mới vui vẻ nha, yêu yêu. Đọc đến đây dân tình tưởng sau 7749 lần chêu gẹo và, cà khị, vợ thì Lê Dương Bảo Lâm cũng dành riêng ngày đặc biệt để tân bốc, nóc nhà, quỳnh quỳnh lên, ai ngờ cái kết mới bất ngờ. Không hổ danh là thánh lầy, Lê Dương Bảo Lâm tiết lộ ngày xưa từng cho quỳnh quỳnh 300 triệu đồng nhưng vợ không nhận, còn nay chỉ có 100.000 đồng trong túi chồng cũng phải lấy cho bằng được. Dưới phần bình luận, hội những người đàn ông đã có gia đình đã để lại nhiều bình luận đồng cảm, hóa ra đây là nỗi khổ chung rồi. Lê Dương Bảo Lâm bẻ lái quá gắt, dân tình còn chưa kịp khen hôm nay anh ngôn tình quá mà đã phải thả, ha ha, khi đọc cái kết. Vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm và Quỳnh Quỳnh đã gắn bó với nhau hơn 10 năm. Lúc nam danh hài mới vào nghề, bà xã là người luôn kề cận để chăm sóc và lái xe tháp tùng Lê Dương Bảo Lâm đi diễn. Nhan sắc thời chưa trở thành mẹ biển của Quỳnh Quỳnh cũng rất gì và này nọ. Có chồng là người nổi tiếng nhưng vợ Lê Dương Bảo Lâm sống rất giản dị, cô vẫn kinh doanh online bán hoa lề đường bán mỹ phẩm để phụ giúp kinh tế gia đình vượt qua mọi khó khăn cặp đôi đã có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên hai cô con gái ảnh facebook nhân vật